Chào anh em, mình đến từ MNM.vn. Và anh có thể nhìn thấy trên bàn không? Đây là hai chiếc máy hiện tại đang làm anh em lăn tăn rất là nhiều luôn. Mấy ngày nay thì mình nhận được rất là nhiều phản hồi khách hàng, rất là nhiều cái thắc mắc của khách hàng là hai chiếc máy này nên chọn chiếc máy nào. Mình nói đây thì chắc là có thể rất là nhiều anh em biết rồi đúng không? Nhưng mình sẽ lật lên để cho anh em biết cụ thể hơn nha. Đó, chúng ta có gì thế này? Đây là chiếc iPhone 11 này, đây là chiếc iPhone Naked Max. Đúng không? Đây là hai cái sản phẩm hiện tại đã rất là nhiều anh em lăn tăn luôn. Chính vì thế là mình sẽ làm cái video này để mà mình nói cụ thể hơn một chút để cho anh em đưa ra những quyết định của mình để chọn chiếc máy nào. Đó, thì cụ thể iPhone 11 và Naked Max nó vì sao được anh em lăn tăn thì ở đây mình nói nha, giá nó bằng nhau anh em ạ. Giá hai sản phẩm này hiện tại đang bằng nhau. Cụ thể như nào nhá? Mình đang nói cái chuyện với anh em vào trong tháng giữa tháng 12 của năm 2019 anh em ạ. Thì sản phẩm này mình đang hai sản phẩm này là mình đã có máy lướt, đã có máy dùng lướt rồi và cũng có máy mới mình vẫn còn luôn. Giá lướt thì bên mình đang bán chưa đến 16 triệu nhá. Giá mới thì mình bán là chỉ hơn 18 triệu một chút thôi. Cụ thể chi tiết nhất anh em vào đường link ở phía dưới mình để mô tả đấy. Hoặc là anh em vào website là MNM.vn và một iPhone để xem cụ thể tất cả những giá iPhone ở trên đấy của mình luôn. Đó. Giá bằng nhau. Và một sản phẩm thì vừa mới ra mắt trong năm nay thôi, vừa mới ra mắt cách đây vài tháng vào tháng 9 nha. Một sản phẩm thì ra mắt năm ngoái với phân khúc là cao cấp nhất của Apple luôn. Chính vì thế là bây giờ chúng ta nên mua máy mới vừa ra mắt hay chúng ta mua máy cao cấp của năm ngoái. Chính vì thế là anh em rất thắc mắc và lăn tăn giữa hai sản phẩm này luôn. Mình nhận được cực kỳ nhiều câu hỏi về hai sản phẩm này luôn nhá. Và khách hàng đi mua, có những người đã chọn sản phẩm này, nhưng có những người đã chọn sản phẩm này bởi vì theo ý kiến của người ta. Còn bây giờ mình sẽ nói theo ý kiến của mình nhá, một người bán thì mình sẽ nói như nào. Thì cụ thể như này anh em này, mình nói này thì anh em sẽ biết luôn. Nếu anh em yêu những cái mới ra của Apple, anh em muốn sử dụng một chiếc máy mới để em biết cái chip A13 nó mạnh như thế nào ấy, thì anh em nên mua chiếc iPhone 11 đấy nhá. Còn nếu mà chiếc iPhone Naked Max này nó không chip A13 đâu, nó chỉ là chip A12 thôi. RAM thì hai sản phẩm nó như nhau. Đó. Chúng ta mua chiếc Naked Max thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một sự cao cấp của năm ngoái. Đầy đủ các tính năng của Apple cho vào chiếc iPhone vào năm ngoái, đúng không? Đó, màn hình đẹp hơn 11 của năm nay, to hơn 11 của năm nay, dung lượng pin có vẻ là cao hơn 11 của năm nay luôn. Camera viền vỏ đều bóng bẩy đẹp đẽ hơn 11 luôn. Theo mình là vậy. Còn anh em nào thấy 11 đẹp hơn thì mình không nói, đúng không? Mình sẽ thích về cầm trên tay, về hình dáng, về chất liệu, về tất cả mọi thứ của Naked Max. Bởi vì có năm ngoái thì Apple nó vẫn cứ xịn. Mình có thật với anh em là như vậy. Đến bây giờ anh em mua iPhone 7 Plus vẫn cứ ngon mà. Thế nên là mình vẫn thích về hình dáng và các thứ mình, về kiểu dáng và các thứ mình vẫn thích Naked Max nha. Cụ thể đi sâu vào bên trong một chút nào. Bây giờ chúng ta cùng lật lại bên trên. Đi sâu vào bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem camera. Thì hôm nay mình có đến chụp ảnh ở ngoài vào buổi tối, vào điều kiện thiếu sáng, thì ngay cái mức 2 các bạn mình kéo cho anh em xem này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Chúng ta có thể nhận thấy ngay một điều là Naked Max có bức ảnh rất là đẹp luôn, không bị chói sáng của đèn. Bản thân mình không hiểu chuyên sâu về máy ảnh thì mình không hiểu đây là cái hiện tượng gì, nhưng chiếc iPhone 11 nó đem lại một cái bức ảnh nó rất là bình thường như những chiếc điện thoại bình thường của hãng khác thôi. Có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy là ánh đèn nó chiếu vào nó bị nhòe đi rất là nhiều luôn. Mình đang sử dụng một chiếc Galaxy Note 8 mà nó cũng bị tương tự như chiếc 11 này, nhưng ở trên chiếc Naked Max thì sao rất là đẹp luôn anh em. Anh em nhìn thấy cái bức ảnh này anh em không cần phải suy nghĩ luôn, nó quá đẹp luôn đấy. Chứ còn là mình không nói đến 11 Pro Max đâu nhá, 11 Pro Max còn đẹp nữa anh em nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta biết được gì nào, iPhone Naked Max, iPhone và iPhone 11 thì chụp ảnh ban đêm nó sẽ rất là đẹp. Còn ban ngày thì sao? Ban ngày thì thực ra là nó không khác nhau mấy đâu. Bởi vì và sẽ cùng nhìn qua màn hình một chút nào, chúng ta sẽ thấy một điều là iPhone Naked Max là một màn hình AMOLED rất là đẹp luôn. Một màn hình với tấm nền AMOLED nó sẽ đem đến màu sắc đầy đủ và sắc nét nhất, màu sắc rất là sặc sỡ và rất là đẹp, đúng không anh em? Cùng nhìn này, cái đường viền của Naked Max nó mỏng một cách tốt nhất của Apple làm được. Nhưng ở trên 11 thì chúng ta sẽ viền rất là dày. Nó chỉ là sản phẩm nâng cấp của một chiếc iPhone XR thôi anh em nhé. Thế nên là màn hình này nó gần như tương tự chiếc XR luôn. Nó chỉ khác về cái chip thôi. Thế nên chúng ta sẽ nhìn cái màn hình của Naked Max, chúng ta sẽ cảm thấy nhận đẹp hơn nhiều. Và ai thích cái to, ai thích cái sự to tát, các chị em phụ nữ đều thích to và thích dài đúng không? Thì iPhone Naked Max này sẽ đem lại tốt hơn rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ dùng tốt hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta bỏ ra mức tiền để mua một chiếc iPhone 11 Pro Max ấy, rất là cao, cao hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 11 này, và chiếc Naked Max này gần đạt được như chiếc 11 Pro Max, thì chúng ta cũng không cần lăn tăn gì để mua màn hình, để mua một chiếc iPhone Naked Max về cái màn hình như này nhá, đúng không? Đó là trải nghiệm màn hình. Còn bây giờ mình sẽ đi đến trải nghiệm về cụ thể về cấu hình hơn, khi mà chiếc 11 sở hữu một cái CPU là cao hơn, còn về RAM các thứ thì như thế nào? Mình sẽ đã cài một cái phần mềm AnTuTu Benchmark ở đây, chúng ta sẽ cùng vào nhá. Đó,
Chút nữa mình sẽ chạy AnTuTu Max để đánh giá cái điểm sản phẩm nó cao hơn, thì chúng ta sẽ biết được cái hiệu năng và cái tất cả các thứ của những chiếc máy này. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem qua về cấu hình nào. Ok, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là chiếc iPhone X Max nó sử dụng một cái chip cao cấp của năm ngoái là chip Apple A12. Còn chiếc 11 đây chúng ta sẽ đã có Apple A13 rồi. Cái sản phẩm chip này nó tương tự với sản phẩm chip của chiếc iPhone 11 Pro Max anh em nhé. Đó, camera ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là dual camera, nhưng chiếc iPhone 11 có góc rất rộng, nó gọi là ultra wide and wide camera, có nghĩa là camera góc rất là rộng anh em nhé. iPhone X Max thì không nói đến. Đó, bộ trong đây là 64GB rồi, đúng không anh em? Đó, chúng ta cùng xem về độ phân giải màn hình nào. Độ phân giải màn hình, thì chúng ta thì thấy nhá, độ phân giải màn hình, kích thước màn hình của sản phẩm iPhone 11 nó là 6.1 inch, ai cũng biết rồi. iPhone X Max là 6.5 inch, và độ phân giải màn hình của iPhone 11 chỉ là 820x1792 thôi. Độ phân giải của màn hình của X Max là 1242x2688. Thực ra cái độ phân giải màn hình này ấy, nó chỉ đóng góp vào cái vai trò chúng ta xem phim mà anh em mắt thật soi mà chúng ta nhìn thôi. Chứ còn mắt thường như mình ấy, bản thân mình ấy, thì mình xem phim mình cũng không phân biệt được đâu. Mình chỉ có phân biệt được cái là hiện tại chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái màn trắng ở đây. Thì chiếc 11 nó sẫm hơn so với cái màn của chiếc X-Max. Cụ thể đơn giản nó là như vậy thôi. Chứ còn đi về chuyên sâu về cấu hình thì mình không có nói đến nhiều nhé. Bởi vì hầu như những người mà người ta dùng ấy, người ta không để ý sâu về những cái công nghệ nhà ta màn hình như nào, màn hình như nào đâu. Nhưng cụ thể mắt thường nhìn thấy ở đây thì chiếc X-Max nó sáng hơn và cái màu trắng rất là trung thực nhá. Cái này nó sẽ hơi bị ngả vàng hơn một chút anh em ạ. Đó, về camera sau ấy thì mình không nói đến nhiều nữa, bởi vì là có cái ảnh lúc trước mình cho anh em xem rồi. Về công nghệ của 11 thì mình cảm thấy nó nhiều hơn, nó ghi ở đây là nhiều hơn. Nhưng bức ảnh thực tế nào mà nói thì iPhone X-Max nó vẫn đẹp hơn anh em nhé. Đó, thì đơn giản như vậy thôi. Chip của bây giờ nó chỉ nói là cái chip của iPhone 11 hơn, màn hình thì không bằng rồi. Đó, hơn đấy X-Max là ở cái chip thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy AnTuTu Benchmark để đánh giá xem như nào nhá. Bây giờ chúng ta đo được vấn đề CPU, chúng ta có thể nghe luôn ở cái loa được. Đó, hai chiếc máy này cũng có cái loa ấy, có cái loa phát nó phải tầm 9-10 anh em ạ. Thứ nhất mình sẽ cùng nhỏ chiếc 11 đi này. Đó các bạn thấy không? Đây bây giờ mình sẽ co chiếc 11 này nhé. Cái cỡ này. Và nhỏ chiếc X Max này. Đó, thì âm thanh nó sẽ lệch hết sang bên này luôn. Đó, âm thanh chúng ta có thể nghe thấy là tương đồng nhau, gần như tương đồng nhau. iPhone X Max có mức độ âm thanh to hơn và trong hơn và hay hơn một chút. Chỉ một chút xíu thôi, chỉ có 9/10 anh em ạ. Gần như là tương đồng, nếu mức độ tai sâu như mình thì mình nghe sẽ là tương đồng anh em nhé. Rồi, chúng ta cùng chờ khoảng 10-15 phút nha. Bởi vì đánh giá điểm AnTuTu Benchmark là nó hơi lâu một chút. Trong khi đấy thì chúng ta sẽ cùng xem cái màn hình của hai chiếc máy này nó sẽ cụ thể như nào hơn một chút nha. Ok xong rồi nhá. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái điều hiển nhiên rồi. Thì cái AnTuTu Benchmark thì mình nói qua các bạn chưa biết nhá, thì cái này nó sẽ chạy thử nghiệm toàn bộ các tính năng ở trên chiếc một chiếc điện thoại về tất cả mọi thứ như là hiệu năng của CPU này, tốc độ của RAM này, tốc độ của bộ nhớ và những cái xử lý hình ảnh về mạng xã hội, đọc báo và hình ảnh, chụp ảnh các thứ, xem những chiếc máy nào là có cái hiệu năng và điểm số là cao nhất. Thì cái này nó dựa trên tính toán của kỹ thuật số các bạn nhé. Thì nó cũng dựa trên cũng tương đối là chính xác để chúng ta đánh giá một chiếc máy về cấu hình. Cụ thể hơn thì chúng ta có thể nhìn thấy ở ngay ở đây, iPhone 11 có chip A13 và điểm số nó sẽ cao hơn. Cao hơn cụ thể là iPhone 11 nó mang điểm số tổng toàn bộ là 460.695. Điểm số này thực sự là rất là cao đúng không anh em? Anh có thể tham khảo mã điểm số ở trên mạng nhá, trên Google. Và điểm số của iPhone X Max chỉ là 421.313 thôi. Đó, thì cụ thể như CPU của chiếc iPhone X Max thì nó lại cao hơn CPU của chiếc iPhone 11 một chút về điểm số tất cả mọi thứ. Nhưng GPU thì lại kém hơn tương đối nhiều. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này, GPU kém hơn nhiều này.
mem là tốc độ của RAM, tốc độ của suy suất bộ nhớ, thì chúng ta có thể nhìn thấy không, của 11 cao hơn, tương đối cao, cao hơn khoảng 10.000. còn UX là cái xử lý hình ảnh toàn bộ mọi thứ về đồ họa thì của 11 cũng cao hơn. Chúng ta rất là bất ngờ vấn đề là chiếc 33 thì lại cho CPU điểm số là thấp hơn. Cái này thì cũng khó nói lắm các bạn ạ, bởi vì là có thể một điều chúng ta có thể nghe đây, mình rất là chủ quan những việc này, khi iPhone 11 mình để pin nó dưới 20% nó bao đỏ rồi, mình thì nghĩ có lẽ là do pin yếu thì nó sẽ hạ chip xuống một chút, nhưng cái này là theo suy nghĩ của mình thôi, nhưng mình không ngờ là A13 đã thấp hơn một chút như này, đúng không, 127.000 nó lại ở 129.000, nhưng những cái khác nó là cao hơn. Chính vì thế mà chúng ta có thể nhận thấy ngay với nếu mà về hiệu năng thì chiếc 11 sẽ cao hơn, về lâu về dài chiếc 11 sẽ lâu và dài hơn, nhưng lâu và dài chỉ là một năm thôi anh em nhé, chỉ là một năm thôi đó. Bản thân mình mà mình vẫn thích chiếc Max, đúng không, bởi vì là mình bán này mình nghĩ là như vậy thôi, anh em Max nó là sản phẩm cao cấp mà. Cụ thể hơn vì anh em mua máy hay để chơi game, đúng không, mình có cài game PUBG ở đây và chúng ta sẽ cùng chơi PUBG xem nó như thế nào nhá.